tử vi tuần mới từ 22 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp dương lịch, tức ngày 17 tháng 6 đến 23 tháng 6 năm 2024 âm lịch hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc, sức khỏe tuần mới này của bạn chính xác nhất. Giúp bạn chủ động hơn trong mọi công việc. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube Tử Vi Mỗi Ngày.vn 1. Tuổi Tý từ ngày 22 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2024 tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 22 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2024 tử vi dự báo vận trình của tuổi Tý không được tốt đẹp khi mà con giáp này gặp phải hung vận quá lớn. Vận trình công danh sự nghiệp không thuận lợi, cơ hội thăng tiến trong công việc chỉ vừa mới xuất hiện đã bị kẻ tiểu nhân cướp mất con giáp này khó có thể đạt được những điều mình muốn trong tuần mặc dù đã cố gắng nỗ lực rất nhiều nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với con giáp này tuổi tí cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi tất cả tuy nhiên thành công không bao giờ là dễ dãng đừng vội vàng từ bỏ bởi trong khoảng thời gian này vẫn có quý nhân luôn hỗ trợ bản mệnh chỉ cần con giáp này dành nhiều thời gian và công sức hơn nữa thì sẽ đạt được thành quả như mong muốn phương diện tài lộc là điểm rực rỡ nhất trong tuần của người tuổi tý con giáp này có nguồn thu đang khá dồi dào khi có cả công việc chính và nghề tay trái đều phát triển không ngừng bản mệnh có thể bớt đi phần nào lo lắng và thoải mái chi tiêu mua sắm những món đồ yêu thích cho mình ngược lại Vận trình, tình cảm xuống dốc, tình duyên kém sắc, các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn. Cái phá đủ chuyện, mà nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là hai người dường như không đủ tin tưởng vào đối phương. Người độc thân vẫn chưa có cơ hội tìm được nửa kia của mình. Hai Tuổi Sửu từ ngày 22 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2024 theo tử vi hàng tuần của 12 con giáp, từ ngày 22 tháng 7 đến 28 tháng 7 này, những ngày đầu tuần công việc không được thuận lợi. Tuy nhiên, càng về cuối tuần thì vận trình càng vượng trở lại. Quý nhân giúp cho tuổi Sửu thực hiện thành công các kế hoạch bên cạnh đó bản mệnh còn nhận được sự tin tưởng từ phía cấp trên và giao cho nhiều trọng trách mới vận trình tài lộc trong tuần có chút thăng trầm bất ổn khi mà tiền bạc vừa thu về chưa được bao lâu thì đã gặp phải họa hao tài khiến tiền của trong túi cứ không cánh mà bay bản mệnh khó có được một khoản tiền dư dôi để tiết kiệm hay đầu tư làm ăn vì thế mà ảnh hưởng không ít đến tâm trạng của con giáp này hơn thế nữa, điềm báo hung tinh vẫn đang đe dọa. Con giáp này không chỉ đánh mất nhiều vận may tài lộc mà còn tiêu tốn khá nhiều tiền vào chuyện tình cảm. Đây không phải bị lừa gạt mà bản mệnh cảm thấy thoải mái trong việc chiều chuộng, mua sắm. Quả cáp để khiến người mình yêu được vui vẻ. Có lẽ vì biết chăm sóc đối phương nên tuổi sửu có một tuần khá vui vẻ khi chuyện tình cảm vô cùng êm đẹp vận đào hoa khởi sắc. Tình yêu đôi lứa mặn nồng, thắm thiết, có thể sẽ có bước tiến xa hơn trong mối quan hệ của hai người. Còn với người độc thân, cũng có thể sẽ tìm thấy nửa kia của mình đã mong chờ bấy lâu. 3. Tuổi dần từ ngày 15 tháng 7 đến 21 tháng 7 năm 2024 người tuổi dần dự báo. Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi dần khá tốt, quý nhân đem lại nền tảng vững chắc cho con giáp này phát triển. Bản mệnh tìm được hướng đi mới phần phù hợp với bản thân hơn ở thời điểm hiện tại. Với niềm hứng khởi tràn đầy, tuổi dần không ngừng suy nghĩ và hy vọng về tương lai tươi sáng. Phương diện tài lộc cũng rất thuận lợi, có nhiều cơ hội kiếm tiền đến với tuổi dần con giáp này cũng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào khi liên tiếp nắm bắt tốt và mang lại những ưu thế cho mình. Tuy nhiên, có điềm báo hung tinh, con giáp này cần phải thận trọng hơn trong chi tiêu hàng ngày chớ nên tiêu xài hoang phí vào những thứ không thực sự cần thiết. Tuy nhiên, vận trình tình cảm của tuổi dần lại vấp phải trở ngại. Ngay từ những ngày bắt đầu con giáp này đã cảm thấy mệt mỏi vì chuyện tình cảm vô cùng căng thẳng những hiểu lầm xảy ra khiến cho bản mệnh và đối phương cãi vã không ngừng cho đến khi cả hai cùng cảm thấy chán nản và không còn muốn nói thêm gì nữa người độc thân cũng khá lận đận và vất vả trong việc tìm kiếm tình yêu cho mình người tuổi dần cảm thấy thích thì đã có đôi có cặp còn những người có tình cảm với bản mệnh thì con giáp này lại không cảm thấy rung động dù đã tiếp xúc nói chuyện dù có chút khó khăn nhưng tuổi dần không nên vì thế mà mất hy vọng vào chuyện tình cảm của mình. 4. Tuổi Mão từ ngày 22 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2024 xem tử vi miễn phí, với người tuổi Mão, báo hiệu tuổi Mão hung vận khá lớn, nhiều chuyện xui xẻo cứ ập đến liên tục con giáp này cần chú ý một chút trong từng việc làm của mình có lẽ vì thế mà vận trình hàng ngày của bản mệnh gặp phải những chuyện ngoài ý muốn thậm chí là vượt ngoài tầm kiểm soát may mắn thay công việc trong tuần tương đối thuận lợi bản mệnh không để cho chuyện cá nhân ảnh hưởng tới việc công tinh thần làm việc nghiêm túc nên cũng đạt được không ít thành quả tốt đẹp tuy nhiên càng về cuối tuần vận trình càng giảm sút bản mệnh cho thấy sự thiếu tập trung và dễ dàng mắc những lỗi cơ bản không đáng có tình hình tài chính của con giáp này trong tuần khá ổn định bản mệnh làm tốt nhiệm vụ của mình đồng thời cũng rất chủ động trong việc tìm kiếm thêm cơ hội để cải thiện thu nhập của mình người tuổi mão có được khá nhiều vận may tài lộc song cũng vì quá lao lực mà cảm thấy mệt mỏi sức khỏe có phần giảm sút vận trình tình cảm cũng không tốt đẹp các cặp vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn tuy nhiên cần giữ thái độ bình tĩnh chớ quyết định bất cứ điều gì vào lúc nóng giận bốc đồng bởi lúc này bản mệnh không có đủ tỉnh táo trong cách hành xử và đánh mất lý trí đưa ra những lựa chọn sai lầm để đến khi quay đầu nhìn lại con giáp này chỉ ước rằng mình đã có thêm một cơ hội Nam, tuổi Thìn từ ngày 22 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2024 người tuổi Thìn con giáp cho thấy, tuần này người tuổi Thìn gặp được khá nhiều may mắn. Vận trình tài lộc đầu tuần có thể nói là rất tốt. Con giáp này làm việc gì cũng thành công, chuyện kinh doanh phát tài, mang về nguồn lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, con giáp này cần phải chú ý tới các khoản chi tiêu trong tuần hạn chế mua sắm hoang phí kẻo tiền bạc trong túi sớm hao hụt tuy nhiên con giáp này đang có phần sao lãng thiếu cẩn trọng trong công việc chỉ cần một chút thiếu tập trung tuổi thìn có thể sẽ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng ảnh hưởng đến kết quả công việc mối quan hệ với đồng nghiệp xung quanh cũng không được tốt vì thế mà dễ nảy sinh bất đồng quan điểm khó làm việc với nhau đặc biệt phương diện tình cảm trong tuần tới tuổi thìn sẽ nhận được nhiều tin vui về chuyện tình cảm các cặp đôi có thể sẽ đưa ra những quyết định quan trọng sau một thời gian dài yêu đương có một sự thay đổi tích cực rất lớn trong mối quan hệ tình yêu của hai người dường như bản mệnh đã bắt đầu bàn tính đến việc tạo dựng mái ấm gia đình của riêng mình người độc thân có thể hy vọng về cơ hội tìm thấy nửa kia ưng ý cho mình Nữ mệnh có cát tinh phù trợ. Vậy nên nữ giới tuổi thìn sẽ có vận đào hoa vượng sắc hơn hẳn, cơ hội có được người mình yêu là rất lớn. Nhưng cũng không vì thế mà nam mệnh không thể cải thiện tình trạng quan hệ của mình đâu nhé. 6 tuổi tỵ từ ngày 22 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2024 tử vi tuần mới của tỵ đoán định tuần này. Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi tỵ có cơ hội phát triển tốt đẹp từ những chuyến công tác xa. Thế nên con giáp này cần cân nhắc kỹ trước cơ hội rất ít ỏi này. Bản mệnh sẽ có quý nhân trợ giúp, có được điều mình mong muốn, chỉ là phải mất thêm nhiều thời gian và công sức nữa mà thôi. Tuổi tỵ có điềm báo gặp họa hao tài tốn của, chi nhiều hơn là thu, những chuyện đen đùi xảy ra nhưng cũng tiêu tốn không ít tiền bạc của con giáp này. Tuy nhiên về những ngày cuối tuần vận trình sẽ được cải thiện hơn, song bản mệnh cần phải chăm chỉ làm việc mới mong có được nguồn thu nhập dồi dào và ổn định. Vận trình tình cảm gặp trở ngại tương đối lớn, có thể do con giáp này vì yêu cầu công việc mà tạm thời phải xa gia đình bạn bè cũng như nửa kia yêu thương điều này có thể sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến chuyện tình cảm giữa bản mệnh và đối phương đặc biệt là với những cặp đôi mới yêu nhau hai người nền tảng tình cảm chưa quá vững chắc thế nên sự xa cách đưa đến những tình huống khó có thể dự đoán trước được người đời thường nói xa mặt cách lòng có lẽ tất cả chỉ đành chờ xem tình cảm giữa bản mệnh và đối phương sâu đậm đến đâu mà thôi. Những người yêu nhau thật lòng, khó có thể vì chút chuyện tạm thời này mà làm lung lay. Bảy Tuổi ngọ từ ngày 22 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2024 với người tuổi ngọ cát vận vượng hơn, vận trình tốt đẹp tươi sáng ngoài mong đợi, công việc đang tiến triển thuận lợi. Con giáp này hoàn thành được mục tiêu đề ra của mình, nhờ vậy mà được cấp trên khen ngợi và có cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn trong tương lai. Với những người theo lĩnh vực kinh doanh thì có lẽ tiền bạc trong tuần không được dùng rỉnh, nhất là khi còn gặp phải họa hao tài tán lộc. Còn với những con giáp làm công ăn lương thì vẫn có thu nhập chính khá ổn định, Bản mệnh cảm thấy an tâm phần nào vào tình hình tài chính của mình. Chuyện tình cảm của con giáp này không gặp nhiều may mắn cho lắm. Người độc thân cảm thấy cô đơn, lẻ loi khi bạn bè xung quanh mình đều đã có đôi có cặp, yêu thương thắm thiết. Nhìn thôi đã cảm thấy chạnh lòng rồi. Bản mệnh cũng muốn tìm kiếm hạnh phúc mới cho mình nhưng lại không vượt được rào cản trong lòng. Tử Vi hàng tuần khuyên tuổi ngọ cần phải chủ động hơn trong chuyện tình cảm thì mới có được hạnh phúc cho mình. Con giáp này có thể tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay cuộc gặp gỡ. Giới thiệu từ bạn bè, biết đầu khi mở lòng mình nói chuyện với đối phương, bản mệnh sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tám tuổi mùi từ ngày 22 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2024 tuổi mùi vận trình sự nghiệp trong tuần không được hanh thông cho lắm. Phần nhiều là vì con giáp này có phần mải mê với chuyện tình cảm nên thiếu tập tung khi làm việc. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nhanh chóng chấn chỉnh bản thân. Trở lại guồng quay công việc nên cũng không gây ra ảnh hưởng nào quá nghiêm trọng ngoài ra trong khoảng thời gian này hung tinh vẫn đang rình rập tuổi mùi có thể sẽ gặp phải chuyện rắc rối cuối tuần vẫn phải làm việc sự căng thẳng có thể khiến cho con giáp này không đủ tỉnh táo mà đưa ra những quyết định sai lầm có lẽ bản mệnh cần được nghỉ ngơi thư giãn để lấy lại tinh thần làm việc tốt nhất trong chuyện tình cảm tuổi mùi có thể sẽ thấy hào hứng hơn và không còn những nỗi lo lắng thường trực những mâu thuẫn xung đột trước đấy đều đã được hóa giải khi mà bản mệnh và đối phương đã thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn trong tình yêu không thể thiếu đi sự chia sẻ điều đó giúp tình cảm của hai người bền vững hơn tất cả mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó không có gì là không thể nếu như tình yêu của hai người đủ lớn mạnh bản mệnh nhờ vậy mà biết trân trọng hơn hạnh phúc mà mình đang có không để cho những chuyện nhỏ nhặt khiến cho cuộc sống của mình trở nên căng thẳng, mệt mỏi. 9. Tuổi thân từ ngày 22 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2024 dự báo, vận trình tài lộc của tuổi thân rất tốt đẹp, chỉ toàn là những tin vui con giáp này có thể có được lợi nhuận khá lớn từ công việc kinh doanh buôn bán của mình với những người làm công ăn lương thì có thêm cơ hội kiếm tiền để tăng thêm thu nhập nhìn chung tình hình tài chính ổn định bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều tuy nhiên phương diện công việc của tuổi thân trong tuần không được tốt lắm con giáp này để nhiều mối quan tâm khác làm ảnh hưởng thiếu sự tập trung cần thiết trong công việc bản mệnh cần phải sốc lại tinh thần tác phong làm việc nên dành nhiều thời gian và công sức hơn nữa mới mong đạt được thành công vận trình tình duyên của tuổi thân cũng không được khởi sắc mặc dù được cát tinh trợ mệnh nhưng con giáp này còn một chút ảm ảnh nhiều chuyện trong quá khứ mà chưa thực sự mở lòng mình cũng chính vì thế mà khó có được hạnh phúc trọn vẹn bỏ lỡ nhiều mối nhân duyên tốt đẹp đi qua mình hãy để cho những chuyện đã qua ngủ yên trong quá khứ dù thời điểm đó có đẹp đẽ đến mấy hiện tại cũng chỉ là ký ức mà thôi nhìn về tương lai tốt đẹp phía trước để bản thân mình đón nhân tình cảm mới đừng để quá khứ khiến mình phải vất vả và khổ sở ở hiện tại bản mệnh xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình 10. Tuổi dậu từ ngày 22 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2024 tử vi hàng tuần 12 con giáp, cho thấy vận trình sự nghiệp của tuổi dậu có nhiều khó khăn, thách thức bởi hung tinh xuất hiện. Báo hiệu có thể gặp phải kẻ tiểu nhân bầy mưu hãm hãi, cố tình gây cản trở. Con giáp này cần phải tỉnh táo và quyết đoán trong mọi việc mới có thể giành phần thắng về mình chớ để kẻ xấu tác động ảnh hưởng đến tinh thần của bản thân. Đường tài lộc khá vượng vào những ngày đầu tuần, tuy nhiên càng về cuối tuần thì vận trình có phần xa sút nhanh chóng. Bản mệnh cần đề phòng bị lừa gạt, chớ nên tin người thái quá mà tiền mất tật mang. Con giáp này cần phải thận trọng nếu có ý định đầu tư hay kinh doanh lớn. Bởi đây không phải là thời điểm thuận lợi để làm việc này trong tuần tới tuổi dậu không được may mắn cho lắm trong chuyện tình cảm bản mệnh có đường tình duyên khá lận đận vẫn chưa tìm được nửa kia phù hợp với mình người độc thân cần tự tin hơn vào những thế mạnh của bản thân và nắm bắt cơ hội yêu đương đến với mình tình hình sức khỏe của tuổi dậu cũng không được tốt cho lắm có lẽ một phần vì tâm trạng thất thường buồn bã về chuyện công việc lẫn tình cảm Bản mệnh không thiết tha hay quan tâm đến cơ thể của mình nữa. Vì thế, tuổi Dậu không tránh khỏi căng thẳng, stress. Con giáp này nên nghỉ ngơi nếu không muốn tình trạng này xấu đi. 11. Tuổi tuất, từ ngày 22 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2024 tuất cho thấy đường công danh sự nghiệp có phần bất ổn khi gặp phải họa thị phi gây ảnh hưởng đến uy tín và thanh danh của con giáp này có nhiều rắc rối kéo theo khiến cho bản mệnh mất nhiều thời gian để giải quyết ổn thỏa tuy nhiên điều đó cũng khiến tuổi tuất mất đi khá nhiều sự tin tưởng của cấp trên cũng như đồng nghiệp xung quanh tuy nhiên bản mệnh hoàn toàn có thể chờ đón vận may đến với mình sau khi để xử lý những vấn đề khúc mắc trước đó cát tinh xuất hiện giúp cho cấp trên nhìn thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp này mà trao cho cơ hội thay đổi một lần nữa mọi thứ đã dần quay trở lại tốt đẹp hơn về mặt tài chính tuy tuổi tuất kiếm được không ít tiền bạc nhưng có thể vì nhiều lý do mà tài lộc hao tốn con giáp này cần chú ý đến kế hoạch chi tiêu của mình để phát hiện ra những điểm bất ổn và nhanh chóng giải quyết triệt đề hạn chế việc tiền bạc thâm hụt mà không biết lý do tại sao tuần này tuổi tuất hung cát đan sen có những chuyện không được tốt cho lắm nhưng lại có tin vui đáng mừng đặc biệt trong phương diện tình cảm con giáp này có thể an tâm bởi mọi chuyện đều đang diễn ra rất thuận lợi bản mệnh có được hạnh phúc mà mình mong muốn 12. Tuổi hợi từ ngày 22 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2024 vận trình tuần mới của người tuổi hợi dễ gặp phải nhiều chuyện xui xẻo do hung vận trong tuần quá lớn, lần át đi cát vận. Công việc cũng có điềm báo thăng tiến nhưng tia hy vọng này nhanh chóng vụt tắt bởi bị tiểu nhân lợi dụng và chiếm đoạt hết danh lợi về mình. Con giáp này được cảnh báo về những tai họa bất ngờ có thể xảy ra dù cuộc sống không như ý chúng ta vẫn cần phải suy nghĩ theo hướng tích cực lạc quan hơn đừng vì thất bại một lần mà buông xuôi chán nản hay làm chuyện thiếu suy nghĩ gây nguy hiểm đến tính mạng của bản thân đối với vận trình tài lộc con giáp này có được nguồn thu dồi dào và ổn định nên chẳng lo thiếu tiền tiêu tiền bạc đổ về túi như nước Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm hay đầu tư rõ ràng để không khiến tiền có thể nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Song cần phải suy tính kỹ càng để không mắc phải sai lầm. Đường tình duyên kém sắc, con giáp này cần phải mềm mại và nhẹ nhàng hơn trong mối quan hệ hiện tại. Đừng nghĩ rằng vì yêu mà có thể làm theo ý mình bản mệnh cũng cần phải suy nghĩ đến cảm nhận của nửa kia trước khi nói hay làm bất cứ điều gì đôi lúc những lời nói đó có thể làm cho đối phương cảm thấy bị tổn thương